Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Gói chọn thiên nhiên vào mâm cơm Việt với nồi đa năng Emory Queen. Vào những ngày mùa đông lạnh thì việc giữ ấm cơ thể là một việc vô cùng cần thiết. Vì thế, Hải Anh sẽ hướng dẫn bạn một món giữ nhiệt cực kỳ tốt trong mùa đông này. Đó là món lẩu tiêu xanh trong mâm cơm giữ nhiệt mùa đông. Giới thiệu với cả mọi người, đây là tất cả nguyên liệu cho món lẩu tiêu xanh cho 4 người ăn. Nghe tên món lẩu thì các bạn chắc chắn cũng đã thấy rằng không thể thiếu đó là tiêu xanh rồi, đúng không ạ? Tiêu xanh là một vị thuốc vô cùng quý trong mọi gia đình, đặc biệt là trong tiết trời mùa đông. Theo Đông y thì tiêu có tính ấm, giúp cho cơ thể giữ được nhiệt trong mùa đông, đặc biệt là còn giúp cho cái quá trình hấp thu đạm của chúng ta trở nên nhanh chóng hơn, hỗ trợ những cái bệnh thường gặp ở trong mùa đông, ví dụ như việc tuần hoàn trì hoãn, những cái liên quan tới máu huyết lưu thông, thì tiêu xanh sẽ là một cái gia vị rất là quý để hỗ trợ cái tuần hoàn. Tiếp theo là các nguyên liệu khác, và bởi vì là lẩu chay nên các nguyên liệu cũng hết sức đơn giản. Protein chủ yếu là đến từ nấm và các loại rau củ. Chúng ta sẽ có thể thấy đây ạ, rất nhiều các loại rau củ và nấm. Món này thì có thể kết hợp với bún hoặc mì đều rất là ngon. Đây là tất cả tiêu xanh của công thức này thì chúng ta có thể giảm hay là tăng hơn tùy vị. Với tiêu xanh này thì chúng mình bớt lại khoảng 2-3 chùm để có thể trang trí. Phần còn lại thì mình sẽ tuốt ra để cho vào máy xay nhuyễn. Khi mà đã vật hết tiêu xanh ra rồi thì tổng cái phần nước đấy chúng mình sẽ cho một phần vào để xay với cái tiêu này cho nhuyễn. Tiêu xanh thì đã xay xong rồi. Và bây giờ thì hành sẽ đi phi thơm hành. Khi mà hành đã thơm nhẹ nhẹ rồi thì những cái nấm đùi gà mà mình cho đầu tiên á, mình đã khía cái nấm đùi gà này ra rồi thì mình cho vào áp chảo trước. Áp chảo khi mà cái nấm nó vàng mặt như thế này thì mình sẽ lật lên và mình sẽ gấp những cái miếng nấm đã áp chảo này ra. Cho các cái loại nấm còn lại vào xào. Khi cho nấm vào thì mình sẽ đảo đều tay. Để cho nấm ra bớt cái nước đi và nó săn nhẹ lại. Thì lúc này nấm đã săn nhẹ lại và chảo bắt đầu khô rồi, hút cái nước ngấm rồi, thì mình sẽ cho cái tiêu xay vào. Tùy theo cái việc mà chúng mình thích hay không, hoặc chúng mình có thể đổ trực tiếp cái nước tiêu vào như thế này, hoặc là chúng mình có thể lọc qua một cái vợt. Lọc qua một cái vợt thì cái bã của cái tiêu này hầu hết nó đã nằm ở phía trên rồi. Hánh thì sẽ thích cái cách là mình sẽ cho cả bã này, bởi vì cái lẩu tiêu xanh ăn cái bã này cũng sẽ rất là thơm ngon. Thì đây là cái cách mà mình hướng dẫn các bạn có thể lọc ra nếu như các bạn có thích ăn nó không có những cái bã này. Còn mình thì mình sẽ cho hết cả vào. Nấm với tiêu xanh thì đã quyện lại rồi và lúc này thì mình bắt đầu cho tất cả các loại gia vị vào. Hạt nêm thì tùy khẩu vị của bạn, bạn có thể chọn cho hoặc không cho. Muối, đường và mắm. Đây là một cái công đoạn rất là quan trọng ở trong cái món lẩu tiêu xanh này. Vì các cái phần nấm ở đây nó vừa tạo ra nước ngọt, nó thấm đẫm vị tiêu. Và trong quá trình khi mà nó ngấm cái gia vị này, một lát nữa mình cho nước vào thì nó sẽ tỏa ra cái nước dùng và nó làm cho cái nước dùng rất là thơm, ngọt, nhẹ nhưng mà lại có rất là nhiều cái mùi tiêu và hương nấm. Sau khi mà gia vị nó đã ngấm vừa rồi thì mình sẽ cho khoảng 2 lít nước vào. Mình sẽ đun cái nấm và tiêu này ở trong khoảng 10 tới 15 phút để cho cái nấm và tiêu nó đủ tỏa hương ra cái nước dùng. Nước lẩu thì đã sôi thơm nước mùi tiêu xanh. Các bạn có thể thưởng thức ngay với bún hoặc mì và các loại rau ăn kèm. Đừng quên một cái điều đặc biệt của tiêu xanh, đấy là nó là một cái gia vị mang tính nóng. Trong rau ăn kèm, các bạn sẽ nên kèm những cái thứ có thể thanh nhiệt, làm mát, bình quân bình cái tính nóng của tiêu, như là mùng tơi, mướp, để cái tính ấm của tiêu nó có thể phát huy được cái tác dụng trong mùa đông tốt, ví dụ như là trừ ho, giải cảm, giải lạnh, nhưng nó sẽ không gây nóng trong. Tuy là một món lẩu chay nhưng nhìn thôi đã vô cùng hấp dẫn. Hành sẽ nếm thử món lẩu này ngay bây giờ.
thức dùng lẩu tiêu xanh đậm đà, thơm, cay nhẹ, giòn của nấm quyện lấy cái độ mềm của rau mùng tơi, mướp. Tất cả quyện với nhau tạo nên một cái hương vị của lẩu tiêu xanh vô cùng là tuyệt vời, rất là ngon miệng, đặc biệt ấm áp trong mùa đông. Một món lẩu tuyệt vời như thế này mà chỉ mất có khoảng 20 phút. Vậy thì không có lý do gì để các bạn có thể chần chừ vào bếp ngay bây giờ để chuẩn bị một món lẩu ngon như thế này cho cả gia đình. Và cuối cùng thì hãy chúc các bạn thành công với món lẩu tiêu xanh này và hẹn gặp lại các bạn ở mâm cơm tiếp theo.